tình thương. Em theo anh đi về, về quê hương ta đã...
che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú Tư bên nhà cho theo mừng ăn. Làm gì ai tin anh đi mừng ăn đâu hôm tới giờ. Trời ơi, hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sáng giờ làm gì? Sóng to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà say tối tăm mặt mày. Khổ quá. Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Không dám đâu, anh uống cà phê từ sáng tới giờ, chắc cà phê ôm quá. Anh thề với em, anh bị bể bánh xe. Sẵn tiện có quán cà phê, anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà. Cà phê ôm thì có. Cà phê có 5.000 đồng một ly, làm sao mà ôm được, tin anh đi mà. Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mò về. Sao không ngồi luôn anh, giờ chi mới 2 giờ sáng. Anh vô cà phê anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm. Ai nói vậy? Anh mê cà phê ôm người ta mới say gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghê. Tôi không tin. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú Tư bên nhà cho theo mừng ăn. Làm gì ai tin anh đi mừng ăn đâu hôm tới giờ. Trời ơi, hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sáng giờ làm gì? Sóng to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi nên anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Baby, baby.